với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng cơ hội xúc tiến xuất khẩu trên nền tảng số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số. Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với sàn thương mại điện tử Alibaba.com tổ chức hội nghị quốc tế thường niên về xuất khẩu trực tuyến B2B và lễ tôn vinh 100 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam, Việt Nam Pavilion trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com. Hội nghị này nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia vào thị trường quốc tế thông qua hình thức xúc tiến thương mại trên môi trường số, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới thông qua mạng lưới khách hàng rộng lớn của Alibaba.com, hướng tới tương lai phát triển kinh tế bền vững. Thời gian qua, Alibaba.com đã có những hoạt động tích cực trong việc thúc đẩy, tổ chức những hoạt động hỗ trợ, tư vấn và đào tạo các doanh nghiệp Việt Nam có thêm kỹ năng, kiến thức về xuất khẩu trực tuyến, để từ đó tiến hành kinh doanh bền vững, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ hoạt động kết nối kinh doanh, tăng cường hiểu biết về sản phẩm và doanh nghiệp Việt Nam cho khách hàng quốc tế, thể hiện cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Alibaba.com tại Việt Nam.